Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới. Ban biên tập luôn cập nhật những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 27 tháng 6 năm 2023. Thưa quý vị, ít nhất 12 người chết và hàng triệu người bị ảnh hưởng khi mưa lũ khiến nhiều nơi tỉnh Hà Nam, Trung Quốc chìm trong biển nước, làm tê liệt hệ thống giao thông. Theo Tân Hoa Xã, mưa lớn những ngày qua đã khiến sông lớn ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vỡ bờ và gây ngập lụt ở nhiều địa phương, đặc biệt là thành phố Trịnh Châu. Cơ quan khí tượng tỉnh Hà Nam cũng như ở thành phố Trịnh Châu đưa ra cảnh báo ở mức cao nhất, dự báo mưa lớn sẽ còn kéo dài. Trong khi đó, ít nhất 31 hồ chứa cỡ lớn và trung bình ở tỉnh này đã vượt mức cảnh báo. Các hình ảnh đăng tải trên truyền thông và mạng xã hội cho thấy các đường phố ở Hà Nam chìm trong biển nước, ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu người. Nhiều tuyến đường cao tốc phải phong tỏa trong khi nhiều chuyến bay bị hoãn hoặc bị hủy. Nhiều người dân đã kêu gọi sự giúp đỡ trên mạng do vừa bị lũ cô lập, vừa chịu cảnh mất điện. Tại Trịnh Châu, lượng mưa đo được trong vòng 24 giờ qua là 457,5mm, cao nhất kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu lượng mưa tại thành phố hơn 10 triệu dân này. Mưa lớn kéo dài khiến sông Hoàng Hà ở Trịnh Châu vỡ bờ, nước tràn vào các đường phố, buộc chính quyền phải tạm ngừng toàn bộ dịch vụ tàu điện ngầm. Một đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nước đục ngầu ngập đến ngang lưng hành khách tại một ga tàu điện ngầm ở Trịnh Châu. Hàng nghìn nhân viên cứu hộ, trong đó có cả binh sĩ, lính cứu hỏa đã được điều động để triển khai cứu hộ tại thành phố. Hơn 10.000 người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn. Ở thành phố Nhữ Châu, đường phố cũng biến thành sông, cuốn theo ô tô và nhiều phương tiện khác. Lũ lụt thường xảy ra vào mùa mưa ở Trung Quốc, tuy nhiên hậu quả của nó ngày càng tồi tệ, một phần do đô thị hóa quá nhanh và biến đổi khí hậu. Trong mùa hè này, thời tiết cực đoan cũng xảy ra ở nhiều khu vực của Trung Quốc. Hàng trăm nghìn người ở tỉnh Tứ Xuyên đã phải sơ tán do lũ lụt và sạt lở đất. Hồi tháng 6, thành phố Hòa Điền, khu tự trị Tân Cương ghi nhận lượng mưa phá kỷ lục. Một cư dân mạng phải thốt lên, lượng mưa trong tháng này bằng cả lượng mưa 2 năm qua cộng lại. Trong khi đó, giới chức Trung Quốc cảnh báo tình trạng thiếu hụt điện nghiêm trọng ở các tỉnh miền Đông, bao gồm cả các trung tâm sản xuất, do lượng tiêu thụ điện năng vọt trong thời tiết nắng nóng. Ông Tập Cận Bình kêu gọi dốc toàn lực đối với mưa lũ nghìn năm có một. Lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các cơ quan ban ngành dốc toàn lực đối phó. Reuters dẫn lời giới chức địa phương tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cho biết, ít nhất 2.500 người đã thiệt mạng, 700 người mất tích và hàng trăm nghìn người phải sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng. Trong số đó có 1.200 người thiệt mạng do nước lũ dâng ngập một nhà ga ở thành phố Trịnh Châu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ nghiêm trọng nghìn năm có một này. Cơ quan khí tượng Thủy văn Hà Nam và thành phố Trịnh Châu đã nâng ứng phó khẩn cấp lên mức cao nhất. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay cũng kêu gọi chính quyền địa phương các cấp dốc toàn lực để hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng, ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Một số hồ chứa đã bị vỡ, gây ra thương vong và thiệt hại về tài sản. Tình hình lũ lụt đang rất nghiêm trọng. Truyền thông Trung Quốc dẫn lời ông Tập Cận Bình, mưa lớn kéo dài kể từ cuối tuần qua đã khiến mực nước các con sông ở Hà Nam vượt mức báo động. Một số nơi đã có hiện tượng vỡ bờ. Riêng ở Trịnh Châu, chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, lượng mưa ghi nhận được ở đây là hơn 200mm. Trong khi lượng mưa ghi nhận là hơn 617mm, gần mức trung bình hàng năm là 640mm. Hơn 30 hồ chứa ở Trịnh Châu đều vượt mức cảnh báo. Quân đội và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã điều động hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ, trong đó có binh sĩ và lính cứu hỏa, đến Hà Nam làm công tác cứu hộ. Các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều tuyến đường ở Hà Nam, đặc biệt là thành phố Trịnh Châu, chìm trong biển nước, giao thông tê liệt. Trên đường phố, hàng loạt ô tô và xe máy bị nước lũ cuốn trôi. Một ga tàu điện ngầm ở Trịnh Châu cũng bị ngập trong nước. Hình ảnh được chia sẻ trên Twitter và Weibo cho thấy nước ngập đến ngang thân của hành khách trong toa tàu. Sự việc khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, 5 người bị thương, khoảng 500 người được sơ tán an toàn. Một nhân chứng kể lại, nước liên tục dâng lên, ban đầu chỉ ngang đầu gối, rồi đến hông. Tôi bắt đầu hoảng sợ khi nước dâng đến ngực. Cô cho biết thêm, tôi nghe thấy một người phụ nữ gọi điện cho người thân để lưu lại các thông tin tài khoản ngân hàng để phòng trường hợp xấu nhất. Tôi gọi cho mẹ và nói, không biết tôi có may mắn sống sót không.
Đây là giây phút cận kề cái chết nhất của tôi từ trước đến nay. Tôi sẽ có nhiều điều hối tiếc nếu không qua khỏi, cô gái nói. Nước lũ ồ ạt dâng đến cổ hành khách trên tàu điện ngầm Trung Quốc. Trận mưa lớn nghìn năm có một tại Hà Nam, Trung Quốc gây ra những cảnh tượng được mô tả là ám ảnh, đáng sợ. Trong đó có cảnh nước lũ dâng tới cổ hành khách đi tàu điện ngầm. Một bàn tay chống vào cửa sổ một toa tàu điện ngầm khi dòng nước lũ màu nâu sẫm ồ ạt dâng lên ở đường hầm là một trong nhiều cảnh tượng đáng sợ xảy ra dưới lòng đất ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc. Ít nhất 18 người thiệt mạng, 200.000 người ở Hà Nam phải di tản khi trận lũ nghiêm trọng ập xuống hôm qua. Theo Reuters, Hà Nam những ngày qua đã chứng kiến trận mưa dữ dội nhất trong 1.000 năm. Mạng xã hội Weibo và các trang tin tức địa phương đã chia sẻ những đoạn video ghi lại cảnh tượng đáng sợ. Khi các hành khách tàu điện ngầm hốt hoảng bám vào những nơi có thể bám, trong lúc nước lũ dâng tới ngực, thậm chí tới cổ một số người. Trong đoạn video, nước lũ đầy bùn đất chảy mạnh với tốc độ nhanh khiến nhiều người hoảng sợ. Các bậc phụ huynh nhanh chóng bế con lên khi hệ thống đèn bị hỏng và không gian trở nên tối tăm. Nước tràn vào từ các khe hở trên cửa, ngày càng nhiều và tất cả chúng tôi sau đó đứng hết lên ghế. Một phụ nữ kể về trải nghiệm đáng sợ trên Weibo. Trong nửa giờ đồng hồ, sau khi mực nước dâng lên ngày càng cao hơn trong đoàn tàu, bắt đầu từ mắt cá chân lên đến đầu gối rồi lên cổ chúng tôi. Điện tắt phụt, nửa giờ sau, thở thôi cũng là điều khó khăn, một nữ nhân chứng khác kể lại. Sau đó, đội cứu hộ đã xuất hiện và phá tàu để kéo hành khách ra bên ngoài. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đổ xuống Trịnh Châu và các thành phố lân cận của Hà Nam được xem là nguyên nhân gây ra cảnh tượng trên. Mạng xã hội tràn ngập các dòng cập nhật từ những người đầy sợ hãi vì có thân nhân là người sống ở Trịnh Châu. Họ không thể liên hệ với người nhà khi đường dây thông tin bị gián đoạn. Tầng 2 liệu có an toàn không? Cha mẹ tôi ở đó, nhưng tôi không gọi được cho họ. Một người lo lắng viết, mưa lớn làm nhiều khu vực mất điện, trong đó có một bệnh viện, 10.000 bệnh nhân. Các nhân viên y tế phải dùng tay bơm oxy vào cho người bệnh ở phòng chăm sóc tích cực khi máy thở không thể hoạt động. Đường xá tại hàng chục thành phố ngập trong biển nước. Sáng sớm hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết tình hình lũ lụt ở Hà Nam là rất nghiêm trọng và yêu cầu chính quyền ưu tiên sự an nguy của tính mạng và tài sản người dân. Theo Tân Hoa Xã, nhiều sông lớn vỡ bờ, hàng chục thành phố Trung Quốc ngập trong biển nước. Mưa lớn trút xuống tỉnh miền Trung Hà Nam của Trung Quốc làm vỡ bờ nhiều sông lớn, khiến khoảng 12 thành phố ngập trong nước. Theo Reuters, đường phố 12 thành phố ở miền Trung Trung Quốc ngày hôm nay đã ngập trong nước, trong khi nhiều hành khách tàu điện ngầm phải lội nước ngập đến hông tại các ga. Mưa lớn dội xuống tỉnh Hà Nam đã khiến nhiều sông lớn vỡ bờ, gây nên lượng nước lớn dồn về các thành phố. Hà Nam, một tỉnh đông dân, đã hứng chịu các trận bão từ dịp cuối tuần. Chưa có thương vong được ghi nhận, nhưng cuộc sống thường ngày của tỉnh 94 triệu dân đã bị đảo lộn nghiêm trọng vì giao thông bị gián đoạn. Tại Trịnh Châu, thủ phủ của Hà Nam, bên bờ sông Hoàng Hà, lượng mưa hơn 200mm đã đổ xuống trong một giờ đồng hồ, buộc thành phố phải dừng tất cả các tuyến tàu điện ngầm. Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy người dân lội trong dòng nước lũ đầy bùn tới hông trong một đoàn tàu điện ngầm, trong khi các ga chạy ngầm trở thành các hồ nước lớn. Các tuyến giao thông đường sắt, hàng không bị đình chỉ hoặc hủy chuyến. Tại Nghĩa Châu, thành phố ở phía tây nam Trịnh Châu, đường phố biến thành dòng nước xoáy, cuốn trôi xe hơi và phương tiện. Ngoài ra, sông Y đang dâng mực nước, đe dọa sẽ ảnh hưởng tới hang đá Long Môn, di sản thế giới UNESCO với những bức tượng Phật tuổi đời hàng thiên niên kỷ được khắc trên vách đá vôi gần thành phố Lạc Dương. Giống Long Môn, chùa Thiếu Lâm ở thành phố Đăng Phong, ngôi chùa nổi tiếng với môn võ thuật, đã tạm thời đóng cửa. Cũng tại Đăng Phong, một nhà máy hợp kim nhôm đã phát nổ hôm nay khi nước từ một con sông tràn vào nhà máy. Ít nhất 31 hồ chứa vừa và lớn trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã vượt mức cảnh báo. Khoảng 3.535 trạm thời tiết ở Hà Nam đã ghi nhận lượng mưa vượt quá 50mm, trong đó 1.614 trạm vượt 100mm, 151 trạm trên 250mm, trạm cao nhất ở Lỗ Sơn với lượng mưa 498mm. Đây là trận mưa lớn nhất tôi chứng kiến kể từ khi sinh ra và nó khiến nhiều địa phương quen thuộc bị ngập. Một cư dân mạng ở thành phố Cổ Nghĩa viết trên mạng xã hội. Lũ lụt hoành hành tại nhiều tỉnh của Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, hơn 4.000 người chết và mất tích sau khi mưa lớn gây lũ lụt và lở đất tại miền Nam Trung Quốc.
Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, lũ lụt đã ảnh hưởng đến khoảng 2,63 triệu người tại 11 khu vực cấp tỉnh. Mưa lớn buộc 228.000 người phải di rời, hơn 1.300 ngôi nhà bị phá hủy và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 566 triệu đô la Mỹ. Tại khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, có 6 người chết và 1 người mất tích sau nhiều ngày mưa lớn. Tính đến tối nay, ước tính gần 1,3 triệu người ở tỉnh này bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong đó có 195.800 người đã được sơ tán tới nơi an toàn. Tại tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, ít nhất 4.000 người chết trong các thảm họa do mưa lớn. Ước tính 321.000 người tại 21 huyện, thị của tỉnh bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài, trong khi 11.000 người đã được sơ tán và nhận hỗ trợ. Tại tỉnh Quảng Đông, hơn 20 người đã được sơ tán sau các trận mưa lớn mới đây. Hàng trăm chiếc lều, quần áo, nước sạch và thực phẩm đã được chuyển tới các thành phố bị ảnh hưởng nặng nề, gồm Triệu Khánh và Thanh Viễn. Tại tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, mưa lũ đã làm hư hại 10.700 ha hoa màu và 2.800 ngôi nhà. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo mưa dông còn kéo dài tại một số khu vực ở nước này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!